Đối tượng trong vụ án là Phan Văn Thành, 30 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Nam. Trong quá trình được gia đình bà Trần Thị Hoài Phương thuê đến sơn lại nhà. Sau khi sơn xong thì Thành ra về và hẹn đầu giờ chiều quay trở lại. Đến chiều khi Thành đến nhà thì bà Phương đã đi dậy. Trong nhà chỉ còn con gái bà Phương nên Thành đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Thành dùng một con dao bắt khống chế cháu gái chỉ chỗ để tiền rồi vào phòng ngủ lục lấy 3 triệu đồng. Chưa dừng lại, Thành còn dùng băng keo quấn tay chân bịt miệng cháu gái rồi lục lấy thêm 1,5 triệu đồng, một máy tính xách tay và một chiếc máy ảnh. Sau khi cướp được số tài sản và số tiền trên, Thành đã nhanh chóng tẩu thoát. Và sau khi tiến hành truy sát thì Thành đã bị đội cảnh sát hình sự công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk bắt giữ.